Xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với video clip của chúng tôi. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, hạnh phúc, vạn sự cát tường. Sau đây, mời các bạn cùng đón xem tử vi 12 con giáp thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020 theo âm lịch là ngày mùng 10 tháng 6 năm Canh Tý, và hôm nay là ngày Giáp Tuất tháng Quý Mùi năm Canh Tý nha các bạn nhé. Hôm nay là ngày hoàng đạo. Về các giờ hoàng đạo trong ngày: giờ Bính Dần từ 3 giờ đến 5 giờ, giờ Mậu Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ, giờ Kỷ Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ, giờ Nhâm Thân từ 15 giờ đến 17 giờ, giờ Quý Dậu từ 17 giờ đến 19 giờ và giờ Ất Hợi từ 21 giờ đến 23 giờ. Về ngũ hành niên mệnh Sơn Đầu Hỏa ngày Giáp Tuất, tức can khắc chi, có nghĩa là mộc khắc với thổ các bạn nhé. Hôm nay là ngày cát trung bình. Về nạp âm Sơn Đầu Hỏa Kỷ Tuổi Mậu Thìn Canh Thìn, ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim, đặc biệt là tuổi Nhâm Thân Giáp Ngọ thuộc hành kim không sợ hỏa. Ngày Tuất lục hợp với Mão, tam hợp với Dần và Ngọ thành hỏa cục, xung với Thìn hình mùi, hại dậu phá mùi và tuyệt thìn các bạn nhé. Ngày này là ngày tam sát nên kỷ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Mùi đó. Tiếp theo mời các bạn cùng đón xem chi tiết 12 con giáp thứ năm ngày 30 tháng 6 năm 2020 như sau các bạn nhé. Đầu tiên mời các bạn cùng đón xem tử vi thứ năm ngày 30 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tý như sau nhé. Xem tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020 của bạn tuổi Tý thì hôm nay các vận trình công việc của bạn không được ổn thỏa cho lắm. Bản mệnh bị thương quan chiếu, cái điều này khiến cho bạn bị mịt mù cái đầu óc, tự ảo tưởng về bản thân mình và đòi hỏi những thứ không thuộc về mình nữa đó nhé. Ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, bản mệnh cần phải xác định đúng cái vị trí của mình đang đứng để biết được cái năng lực của bản thân mình đến đâu, mình có thể làm được những thứ gì, và bạn tuổi Tý bạn cần phải chứng tỏ bản thân mình trước khi đòi hỏi cái mức đãi ngộ cao hơn với mình đó. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tý, ngày này bạn cũng đang gặp ngày thủy thổ xung khắc, cái điều này bạn đang có cái điềm báo cái chuyện tình cảm vợ chồng dễ bị phai nhạt, đôi bên chưa thực sự hiểu được nhau mà đã để cho cái tình cảm đốt cháy cái giai đoạn, nên giờ cần phải năng động tìm hiểu và vun đắp cho cái tình cảm nữa bạn tuổi Tý nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tý thuộc kim, tình duyên còn xa vời đó. Tử vi tuổi Bính Tý thuộc thủy, chờ đợi hạnh phúc chưa tới với bạn nhé. Tử vi tuổi Mậu Tý thuộc hỏa đang với quá xa cái tầm tay của mình rồi đó. Về tử vi tuổi Canh Tý thuộc thổ, công việc của bạn đang có cái điềm báo có cái sự bất ổn nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Tý thuộc mộc, tình cảm của bạn không được như ý muốn đó. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Tý ngày thứ năm này: 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Tý: số 5, số 8, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường màu xanh lục, màu trắng, quý nhân phù trợ tuổi Dậu, tuổi Thân, tuổi Tỵ. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020 thứ năm của bạn tuổi Sửu. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu cho chúng ta thấy là cái vận trình của bạn mệnh tuổi Sửu trong ngày này đang đứng trước những cái lựa chọn khá chi là khó khăn trong cái chuyện tình cảm của mình. Ngày này với bạn tuổi Sửu, bạn đang gặp ngày có cục diện ngũ hành
tương xung khắc. Cái điều này khiến cho bạn tuổi Sửu băn khoăn không biết phải làm sao nữa nhé. Bạn tuổi Sửu, bạn vô tình làm tổn thương đối phương vì sự thẳng thắn của mình, nhưng chính bạn tuổi Sửu cũng không nhận ra cái điều đó tới khi được mách nước cho bạn, thì bạn lại không thể xử lý linh hoạt được cái vấn đề đâu đó bạn tuổi Sửu nhé. May mắn là trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Sửu, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn soi đường chỉ lối. Cái điều này làm cho bạn tuổi Sửu biết được thế mạnh của mình nằm ở cái vị trí nào, nằm ở đâu, chứ chẳng hề mù mờ như trong cái chuyện tình cảm đâu nhá. Nhờ thế mà bạn tuổi Sửu nhanh chóng giành được lòng tin của cấp trên nữa rồi đó. Về tử vi của tuổi Ất Sửu thuộc kim, năng lực của bạn thì có thừa trong ngày nhé. Tử vi tuổi Đinh Sửu thuộc thủy, tình cảm có phần đang có điểm báo đi xuống. Tử vi tuổi Kỷ Sửu thuộc hỏa, bạn đang có cái điểm báo làm tổn thương người khác rồi đó. Tử vi tuổi Tân Sửu thuộc thổ, bạn chớ nên thẳng thắn quá mức nhé. Về tử vi tuổi Quý Sửu thuộc mộc, công việc của bạn đang có phần tín chỉnh tốt đẹp hơn rồi đó. Đánh giá chung sự nghiệp của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ năm này được 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 2, số 5, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Hợi. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Dần. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Dần đang gặp được ngày có tam hội cục nâng đỡ, cho nên cái vận trình của bạn đang được quý nhân dẫn đường chỉ lối, và bạn đã biết được đâu là nơi mà trái tim của mình thuộc về. Bạn tuổi Dần trong ngày này chẳng hề ngần ngại bày tỏ tình cảm của mình với đối phương đâu đó bạn nhé. Ngày này đối với bạn tuổi Dần, những cặp đôi thì đang báo hiệu có cái sự rạn nứt giữa bạn và nhanh chóng được hàn gắn lại rồi đó. Cái mối quan hệ sau cơn bão còn trở nên khăng khít hơn gấp nhiều lần, bởi bạn biết trân trọng những gì suýt mất đi đó bạn tuổi Dần nhé. Nhưng trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Dần, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có thiên tài trợ mệnh. Cái điều này là một ngày may mắn đối với bạn tuổi Dần, khi mà thần tài cũng đứng ở bên bạn. Bạn mệnh biết cách nắm bắt cơ hội ngay khi đến với mình, thu tiền về đầy tay nữa rồi đó bạn tuổi Dần nhé. Về tử vi tuổi Giáp Dần thuộc thủy, tài lộc được dồi dào với bạn trong ngày. Tử vi tuổi Bính Dần thuộc hỏa, may mắn trong cái chuyện tiền bạc cũng đến với bạn nhé. Tử vi tuổi Mậu Dần thuộc thổ, tình cảm của bạn thì có được cái sự thăng hoa bất ngờ. Tử vi tuổi Canh Dần thuộc mộc, nhân duyên của bạn cũng rất chi là vượng phát nhé. Tử vi tuổi Nhâm Dần thuộc kim, gia đình thì được êm ấm, trong ấm ngoài êm, rất chi là hạnh phúc với bạn rồi đó. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Dần trong ngày này được 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn, số 4, số 7, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Mùi, tuổi Tuất, tuổi Hợi. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Mão. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mão, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Mão, cái vận trình của bạn trong ngày đang có báo hiệu khá chi là may mắn với bạn rồi đó. Bạn tuổi Mão trong ngày này, bạn đang gặp được ngày Mão Tuất nhị hợp, cho nên
bạn biết làm thế nào để mang lại tiếng cười cho người thân của mình để không khí gia đình luôn vui vẻ, đầm ấm rồi đó bạn tự nào nhé. Đó là một tài năng mà không phải ai cũng có, nhưng chúng ta hoàn toàn có thể rèn luyện với trái tim của mình đó. Yêu và hiểu là có thể làm được bạn tự nào nhé. Nếu cái thời gian rảnh trong ngày này á, thì bạn hãy đi chơi theo cái hướng Tây Bắc, hướng hỷ thần của bạn nhé. Trong ngày thứ 5 này với bạn tự mão, ngày này bạn cũng đang gặp được ngày có chính tài xuất hiện. Cái điều này báo hiệu cho bạn có tin vui về tài chính trong ngày, thu nhập thì được ổn định, giúp cho bạn mệnh thoải mái trong cái việc chi tiêu theo ý muốn vì không gặp bất cứ trở ngại nào quá lớn với bạn tự mão cả nhé. Bạn có thể lên kế hoạch về tài chính chi tiết cho cái việc chi tiêu, đặc biệt là trong tương lai bạn cần phải có những cái kế hoạch đầu tư về tài chính lớn hơn thì sẽ thu nhập được cao hơn với bạn nhé. Tử vi tuổi Ất Mão thuộc thủy, tiền bạc không là vấn đề với bạn trong ngày. Tử vi tuổi Đinh Mão thuộc hỏa, tình cảm của bạn trong ngày thì có được cái sự hài hòa êm đẹp nhé. Tử vi tuổi Kỷ Mão thuộc thổ, gia đình rất chi là hạnh phúc với bạn rồi đó. Tử vi tuổi Tân Mão thuộc mộc, nhân duyên cũng vừa tới với bạn, rất chi là hạnh phúc và vui vẻ trong bạn rồi nhé. Tử vi tuổi Quý Mão thuộc kim, cuộc sống của bạn có được cái sự ấm êm bạn nhé. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Mão trong ngày thứ 5 này là 4 sao, tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Mão trong ngày, số 1, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu xanh dương, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Hợi, tuổi Mùi. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ 5 của bạn tuổi Thìn. Xem tử vi ngày thứ 5 này với bạn tuổi Thìn cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này, cái vận trình của bạn tuổi Thìn, bạn đang gặp ngày ngũ hành tứ hình xung, Thìn Tuất Sửu Mùi, cho nên trong ngày này vận trình của bạn không được suôn sẻ cho lắm. Bạn có thể rất chi là cứng nhắc với những cái quyết định của mình. Tình cảm là cái chuyện mang tính cảm xúc mà bạn đang để lý trí cầm đầu đối bạn tuổi Thìn nhé. Trong ngày thứ 5 này với bạn tuổi Thìn, nếu như bạn cứ cân đo đong đếm quá nhiều thì có thể bạn sẽ phải khóc về sau này đó. Tình duyên không thể cưỡng cầu mà nó cũng là cái cơ hội, nếu đã vụt qua thì chẳng thể nào trở lại với bạn được. Bạn hãy trân trọng tình yêu của mình bạn tuổi Mão nhé. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 5 này với bạn tuổi Mão, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh, nhắc nhở bạn tuổi Mão hãy phát huy cái khả năng sáng tạo của mình. Chỉ cần như vậy, bạn có thể tháo gỡ được nhanh chóng những cái vấn đề đang vướng mắc trong công việc ngày hôm nay với bạn rồi đó. Về tử vi tuổi Giáp Thìn thuộc hỏa, công việc của bạn tiến triển rất chi là tốt đẹp. Tử vi tuổi Bính Thìn thuộc thổ, bạn được cấp trên ưu ái. Tử vi tuổi Mậu Thìn thuộc mộc, tình cảm của bạn lại không được như ý muốn cho lắm nhé. Về tử vi tuổi Canh Thìn thuộc kim, bạn đang có cái sự mâu thuẫn bùng nổ. Về tử vi tuổi Nhâm Thìn thuộc thủy, bạn tự làm khó bản thân mình rồi đó. Đánh giá chung về sự nghiệp của bạn tuổi Thìn trong ngày thứ 5 này đạt 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe của bạn 4 sao, về tình cảm của bạn 3 sao nhé. Con số may mắn số 3, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Dậu, tuổi Thân. Tử vi ngày 30 tháng 6 năm 2020, thứ 5 của bạn tuổi Tỵ.
Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ ạ. Chúng ta thấy rằng là cái vận trình của bạn tuổi Tỵ trong ngày này, bạn đang gặp ngày có thiên quan lôi kéo, rất dễ mắc phải những cái sai lầm nghiêm trọng với bạn nhé. Ngày này với bạn tuổi Tỵ ạ, bạn để cho cái tính xấu trong mình có khả năng bộc phá, đưa ra những cái lời nói sai lầm, những cái hành động và quyết định sai lầm cho mình đó. Có thể hành động vô tâm, vô tính của bạn sẽ đẩy người khác vào ngõ cụt. Bạn có thể trở nên xấu đi trong mắt bạn bè, đồng nghiệp vì những cái hành động của mình. Vì vậy, bạn tuổi Tỵ, bạn hãy suy xét cho kỹ càng trước khi nói, trước khi hành động bạn nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Tỵ, ngày này bạn cũng đang gặp ngày hỏa sinh xuất cho thổ. Mặc dù bạn đã cố gắng rất chi là nhiều, nhưng dường như người ấy không hiểu cho những cái khó khăn mà bạn đang phải chịu đựng. Cho nên bạn bỏ qua cái chuyện tình cảm của mình gọi. Về tử vi tuổi Ất Tỵ thuộc hỏa, cái chuyện tình cảm của bạn đang có cái điềm báo bị tổn thương nhá. Về tử vi tuổi Đinh Tỵ thuộc thổ, bạn không được thông cảm đâu đó. Tuổi Kỷ Tỵ thuộc mộc, trong ngày này bạn đang có cái điềm báo làm điều xấu, nhận kết quả xấu đó. Về tử vi tuổi Tân Tỵ thuộc kim, bạn nên suy nghĩ kỹ trước khi làm việc hay là nói hay là hành động cái công việc gì đó bạn nhé. Về tử vi tuổi Quý Tỵ thuộc thủy, bạn đừng biến mình trở nên tồi tệ hơn đó. Đánh giá chung sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe của bạn tuổi Tỵ trong ngày 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn, số 4, số 9, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu đỏ, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi Dậu, tuổi Sửu, tuổi Thân. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Ngọ. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này bạn tuổi Ngọ, bạn đang có được báo hiệu rất dễ nhận được lời tỏ tình dễ thương lắm đó. Ngày này với bạn tuổi Ngọ, bạn đang gặp được ngày có ngũ hành Ngọ Tuất bán hợp. Bạn mệnh biết được tình cảm của mình thì hãy nhanh chóng nhận lời đi bạn nhé. Và bạn tuổi Ngọ, bạn đừng có để cho những cái định kiến xã hội khiến cho mình lầm đường lạc lối mà đưa ra những cái quyết định sai lầm đó nhé. Bạn và người ấy có thể có cái cuộc hẹn hò với nhau để nói rõ ràng về cái chuyện tình cảm của đôi bên nữa rồi đó. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Ngọ, bạn cũng đang gặp được ngày có quý nhân trợ mệnh, cho nên công việc của bạn tuổi Ngọ rất chi là tốt. Bạn trong ngày này có trách nhiệm với công việc của mình, không để cho người khác phải bận tâm, được cấp trên đánh giá rất chi là cao, và khả năng trong thời gian tới bạn được cân nhắc lên trong cái vị trí cao hơn, tốt hơn với bạn nữa đó. Về tử vi tuổi Giáp Ngọ thuộc kim, công việc của bạn được thuận lợi. Tử vi tuổi Bính Ngọ thuộc thủy, bạn dễ dàng được đề bạt thăng tín nhá. Tử vi tuổi Mậu Ngọ thuộc hỏa, các chuyện tình cảm của bạn được như ý muốn. Về tử vi tuổi Canh Ngọ thuộc thổ, đôi bên đứa đôi rất xứng đôi, cảm thấy hạnh phúc ngập tràn rồi đó. Tử vi tuổi Nhâm Ngọ thuộc mộc, bạn biết mình cần gì trong ngày nữa rồi đó bạn nhé. Đánh giá chung sự nghiệp 5 sao, tài lộc của bạn tuổi Ngọ trong ngày 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao. Về con số may mắn, số 2, số 9, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu cam, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi Tuất, tuổi Mão, tuổi Dần.
Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Mùi. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi á, cho chúng ta thấy rằng là trong cái ngày này với bạn tuổi Mùi, bạn đang gặp ngày Mùi Tuất tương phá, cho nên bạn đang có cái điềm báo sẽ gặp phải cái chuyện buồn về mặt tình cảm của mình đó. Và bạn tuổi Mùi á, bạn cần phải hết sức bình tĩnh để tìm cách giải quyết thay vì hành động một cách nông nổi bốc đồng bạn nhé. Bất cứ cái cặp đôi nào cũng sẽ gặp phải cái chuyện gì đó không được như ý muốn đâu đó. Và chúng ta là những thực thể hoàn toàn riêng biệt, không ai giống ai, cho nên sẽ có nhiều cái điểm khác biệt và bạn nên học cách chấp nhận cái điều đó thay vì chối bỏ bạn tuổi Mùi nhé. Trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Mùi ạ, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có chính ấn nhập mệnh, cho nên bạn tuổi Mùi đã biết cách sắp xếp lại thời gian làm việc của mình sao cho hợp lý hơn rồi đó. Và bạn tuổi Mùi, bạn tập trung làm việc với cái cường độ cao, cống hiến hết mình cho công việc để đạt được cái mục tiêu, cái thành tựu, kết quả cho mình rồi nữa bạn nhé. Về tử vi tuổi Ất Mùi thuộc Kim, trong ngày này bạn có cái cơ hội được thăng tiến. Về tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc Thủy, cái chuyện tình cảm của bạn lại đang có cái điềm báo đứng trước cái nguy cơ rạn nứt đó. Về tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc Hỏa, bạn đừng có dễ dàng bỏ cuộc nhé. Về tử vi tuổi Tân Mùi thuộc Thổ, bạn cần phải bàn bạc thay vì cái sự tranh cãi với bạn đó. Về tử vi tuổi Quý Mùi thuộc Mộc, công việc của bạn có phần được thêm thuận lợi rồi nhé. Đánh giá chung sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn tuổi Mùi trong ngày này 3 sao. Về con số may mắn số 5, số 8, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu nâu, màu cam, quý nhân phù trợ tuổi Hợi, tuổi Mão, tuổi Ngọ. Tiếp theo, mời các bạn cùng đón xem tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Thân. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này cái vận trình của bạn tuổi Thân, bạn đang có cái điềm báo rất dễ đắc tội với đồng nghiệp hay là cấp trên vì cái tính cứng đầu của mình rồi đó bạn tuổi Thân nhé. Ngày này với bạn tuổi Thân, bạn đang gặp ngày có tỵ kim chiếu mệnh. Cái điều này làm cho bản mệnh khá chi là căng thẳng và cứ khăng khăng giữ ý kiến của riêng mình mà thôi đó nhá. Và bạn tuổi Thân, có thể bạn thông minh nhưng đó không phải là tất cả kinh nghiệm thiếu suốt được người khác góp ý là quá tốt. Nhưng nếu như bạn cứ cố chấp, cứng đầu, phản kháng như giờ thì sẽ sớm bị mọi người xa lánh và chính bạn là người thiệt thòi đó nhá. Nhưng trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Thân, ngày này bạn lại đang gặp được ngày có thổ dưỡng cho kim. Cái điều này làm cho cái chuyện tình cảm của bạn lại được thuận buồm xuôi gió. Các cặp đôi có thể tính tới cái chuyện đi theo hướng Tây Bắc, hướng hỷ thần để hâm nóng cái tình cảm, giúp cho bạn có được tình yêu thêm thăng hoa, hạnh phúc nhá. Về tử vi tuổi Giáp Thân thuộc Thủy thì tình duyên của bạn được như ý muốn trong ngày. Về tử vi tuổi Bính Thân thuộc Hỏa, tình cảm của bạn cũng rất chi là thăng hoa rồi đó. Tử vi tuổi Mậu Thân thuộc Thổ, công việc của bạn đang có cái điềm báo có gặp cái khó khăn trục trặc nhé. Về tử vi tuổi Canh Thân thuộc Mộc, bạn đang có phần cố chấp quá mức đó. Về tử vi tuổi Nhâm Thân thuộc Kim, bạn nên học cách lắng nghe thay vì cứ ôm đồm lên để
làm nóng lên mọi chuyện nhé. Đánh giá chung, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm của bạn 5 sao nhé. Về con số may mắn của bạn tự thân trong ngày thứ 5 này là số 2, số 7, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tý, tuổi Thìn, tuổi Dậu. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ 5 của bạn tuổi Dậu. Xem tử vi ngày thứ 5 này với bạn tuổi Dậu, chua chúng ta thấy rằng là trong cái ngày này, vận trình của bạn tuổi Dậu đang có cái điềm báo không gặp nhiều may mắn này nhá. Ngày này với bạn tuổi Dậu, về tình duyên lẫn tiền bạc đều không được như ý muốn. Bạn buồn nhiều hơn là vui, hung nhiều hơn là cát rồi đó nhá. Cục diện tương phá, cái điều này khiến cho bản mệnh tuổi Dậu sẽ lâm vào những cái cảm xúc tiêu cực và khiến cho đối phương chán nản và ảnh hưởng đến cái chuyện tình cảm của cả hai người đó bạn nhé. Và bạn tuổi Dậu, bạn nên dành thời gian tâm sự và chia sẻ nhiều hơn với người ấy nhé. Trong ngày thứ 5 này với bạn tuổi Dậu, ngày này bạn cũng đang gặp ngày có kiếp tài giáng họa. Cái điều này làm cho bạn tuổi Dậu đang có cái điềm báo không tốt về tiền bạc của bạn đâu đó. Và bạn tuổi Dậu có thể thiếu suy nghĩ mà ném tiền qua cửa sổ cho những cái việc không thực sự cần thiết, khiến cho bản mệnh phải hối hận đó nhá. Về tử vi tuổi Ất Dậu, trong ngày thứ 5 này thuộc thủy, tiền bạc của bạn không được tốt. Tử vi tuổi Đinh Dậu thực hỏa, cái chuyện tình cảm của bạn đang có cái điềm báo, có cái sự sứt mẻ rồi đó. Về tử vi tuổi Kỷ Dậu thuộc thổ, bạn đang có cái điềm báo tự tổn thương bản thân mình rồi nhá. Về tử vi tuổi Tân Dậu thuộc mộc, bạn cần phải cẩn thận, kẻo lại mất tiền mất của đó nhá. Về tử vi tuổi Quý Dậu thuộc kim, bạn nên chi tiêu tiết kiệm lại, kẻo không lại chẳng còn đồng nào trong ví đâu. Đánh giá chung, sự nghiệp 5 sao, tài lộc 3 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao. Về con số may mắn của bạn tuổi Dậu trong ngày thứ 5 này là số 3, số 6, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu bạc, màu vàng, quý nhân phù trợ, tuổi Tỵ, tuổi Sửu, tuổi Thìn. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ 5 của bạn tuổi Tuất. Xem tử vi ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tuất, cho chúng ta thấy rằng là trong ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang có được cái vận trình công việc thể hiện được cái năng lực của mình rất chi là tốt nhé. Và bạn tuổi Tuất, bạn mệnh đang hoàn thành rất tốt những cái công việc, những cái nhiệm vụ được giao và cũng gây ấn tượng rất chi là tốt với cấp trên rồi đó. Bên cạnh đó, trong ngày thứ 5 này với bạn tuổi Tuất, bạn cũng đang gặp được ngày có thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này tạo cho bạn cái điều kiện phát huy cái khả năng sáng tạo vô bờ bến của mình rồi đó bạn tuổi Tuất nhé. Ngày hôm nay với bạn tuổi Tuất, có thể bạn sẽ có cái cơ hội để tiến xa hơn trong công việc. Sáng dậy, bạn nên tránh chọn hướng đông bắc làm hướng xuất hành, đó là hướng xấu mang lại những cái điều không tốt với bạn ra nhé. Trong ngày này với bạn tuổi Tuất, bạn đang gặp được ngày có thổ khí vượng, cái điều này cũng có phần gây hại đến sức khỏe của bạn. Và bạn tuổi Tuất, bạn thường gặp các cái vấn đề liên quan tới đường tiêu hóa, bạn mệnh nên chú ý ăn uống đúng giờ giấc, nghỉ ngơi hợp lý, an toàn vệ sinh thực phẩm bạn tuổi Tuất nhé. Về tử vi tuổi Giáp Tuất thuộc hỏa, sức khỏe của bạn đang có phần bị ảnh hưởng xấu đi. Về tử vi tuổi Bính Tuất thuộc thổ, công việc của bạn có phần được ưu ái,
cấp trên quan tâm và nâng đỡ cho bạn rồi đó. Về tử vi tuổi Mậu Tuất thuộc Mộc Mộc, bạn có cái sự sáng tạo và nhanh chóng đến cái sự thành công nhé. Tử vi tuổi Canh Tuất thuộc Kim, bạn nên cân đối lại thời gian nghỉ ngơi và vận động thể dục thể thao, ăn uống hợp lý nhé. Về tử vi tuổi Nhâm Tuất thuộc Thủy, bạn dễ dàng được đề bạt để thăng tiến rồi được. Đánh giá chung về sự nghiệp 5 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 4 sao. Về con số may mắn, số 1, số 6, giờ tốt từ 9 giờ đến 11 giờ, màu sắc cát tường, màu trắng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi Thân, tuổi Dần, tuổi Ngọ. Tử vi ngày 30 tháng 7 năm 2020, thứ năm của bạn tuổi Hợi. Xem tử vi ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, cho chúng ta thấy rằng là trong cái vận trình của bạn tuổi Hợi ngày này, bạn đang gặp được thực thần ghé thăm. Cái điều này làm cho bạn có được tiền bạc ùn ùn đổ về nhà nhé. Ngày này với bạn tuổi Hợi, cái chuyện làm ăn, kinh doanh buôn bán của bạn ngày càng được thuận lợi và phát triển tốt hơn rất chi là nhiều nữa rồi. Được. Với những bạn đang có ý định cầu tài, khai trương, mở cửa hàng thì hãy nhớ rằng hôm nay là ngày có tài thần nằm ở hướng Tây Nam. Bạn muốn may mắn về tiền bạc thì nên chọn hướng đó làm hướng xuất hành bạn tuổi Hợi nhé. Tuy nhiên, trong ngày thứ năm này với bạn tuổi Hợi, bạn lại đang có cái điềm báo ngày có thủy thổ xung khắc. Cái điều này dẫn đến có cái sự mâu thuẫn, xung đột trong cái mối quan hệ tình cảm của bạn trong ngày nhé. Bạn tuổi Hợi không chịu lắng nghe để hiểu cho những cái điều mà đối phương đang muốn chia sẻ tâm sự với bạn. Tử vi tuổi Ất Hợi thuộc Hỏa, tình cảm của bạn đang có cái điềm báo, có cái sự rạn nứt nhé. Về tử vi tuổi Đinh Hợi thuộc Thổ, bạn cần phải bình tĩnh hơn để giải quyết những cái công việc của mình đang vướng phải. Về tử vi tuổi Kỷ Hợi thuộc Mộc, bạn có được cái nguồn tài lộc, tài chính dồi dào nhé. Về tử vi tuổi Tân Hợi.